Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tập Excel nha. Đầu tiên đây là các file bài tập của mình, còn rất là nhiều bài. Đầu tiên sẽ bắt đầu bài đầu tiên nha, bài ngày tháng. Tư ngày tháng năm, thứ đây bạn ăn xong 98 đúng không? Đây là 25 99 đấy.
Đây, mình bỏ đi.
Đây công việc là 22 không? Mà mình công việc 25 thì mình năm nay là thêm 3 ngày. Và cái công tác
tiếp tục thử thì ok, đây là gì đây? Thưởng bằng tổng thưởng chia cho tổng này là nhân số ngày vượt của phòng đó, tổng này làm thêm bằng tổng số ngày không vượt của hai phòng còn lại. Phòng kế hoạch bao nhiêu đây?
Đêm ô đêm nhé chị. Sorry. Xin. Xong xong bắt sơ phần làm bài tập và bản luôn tâm tác luôn nha.